sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, chính quyền xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà và xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bản đã sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 16 tháng 9, ông V. B. D, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai, cho biết tối 15 tháng 9, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 7 hộ dân ở thôn Sung 2 nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Theo ông D, từ tin báo của người dân, chiều tối 15 tháng 9, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực địa và phát hiện sườn đồi Pen Lảng, thôn Sung 2, có vết nứt rộng và kéo dài có thể sạt lở gây nguy hiểm cho 7 hộ dưới chân đồi. Do đó, ngay trong tối qua, chính quyền xã đã bố trí lực lượng di chuyển 7 hộ dân đến nơi an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Đét, Bắc Hà, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 3, tại thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét xuất hiện vết nứt gãy dài, sâu, nguy cơ sạt lở cao nên xã vận động 86 hộ khoảng 390 người sơ tán đến nơi an toàn. Các hộ được bố trí sang làm lán ở tạm tại thôn Nậm Cài hoặc ở nhà người thân từ ngày 9 tháng 9 đến nay. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 7 giờ sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất làm 124 người chết, 85 người bị thương và hiện còn 26 người mất tích.